Ngày 118 chơi Play Together sẽ như thế nào? Bắt đầu vào game của anh Nhân nha. Nhân đây, các bạn nào yêu quý anh, các bạn muốn kết bạn với anh thì các bạn hãy bấm vào đường link mô tả rồi mi bên dưới, bấm mua quần thể thao ủng hộ anh nha. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ vào game thôi. Ô, hộp thư nè, đọc thư của các bạn dễ thương nha. Ô, bạn Baby Thỏ Play, cảm ơn em đã ủng hộ anh nha. Bạn Thỏ con muốn học nè. Em nói lộn, mua quần thể thao đúng rồi. Anh chỉ có giới thiệu quần thể thao thôi chứ anh không có giới thiệu cái áo đâu. Ok, cảm ơn em đã mua quần thể thao ủng hộ anh nha, anh sẽ kết bạn với em. Rồi bé xoài 798, dạ em ơi, em mới cho comment cho bấm like YouTube Lê Quân Nhân official mỗi ngày nha, cảm ơn em rất nhiều đã ủng hộ anh nha. Bạn mẹ ái da trắng nè, hello bạn mẹ ái da trắng. Bạn Leo cài chai, bạn Leo cài chai. Bạn F tím cute, hello bạn F tím cute. Hello bạn Duyên Anh, anh Quân Nhân ơi, cứ ăn cơm chưa, trời dễ thương quá. F bạn Thủy Tiên nè, bạn Duyên Anh, bạn chị Thư đẹp, bạn xin bắp bọ, bạn Kỳ Tuấn Play, quá trời nít của các bạn luôn. Bạn Ngọc Sinh nè, các bạn yên tâm, các bạn nào gửi thư cho anh đều đọc hết nha, anh không có chừa sót một ai nha, anh không phân biệt ai hết, miễn các bạn nói chuyện lịch sự dễ thương là anh luôn luôn yêu quý các bạn nha. Bạn Kiều Trân nè, rồi bạn nào nữa, hello Nhân đi mua quần trong shop của anh nè hả, cảm ơn em đã ủng hộ quần shop anh nha. Bạn béo gầy, bạn cái nick này, ôi nó chửi anh nè. Bạn Titan Coloman nè, nó chửi anh. Các bạn ơi, các bạn nhớ tên nick này, bấm dừng màn hình và báo cáo nó giúp anh nha, anh không thích nói chuyện với những đứa mà mất dạy và vô học như vậy. Rồi ok, rồi bạn tiếp theo nha, anh chị, ôi trời, cảm ơn món quà dễ thương của em nha, trời ơi dễ thương quá. Bạn Zumi Baby, bạn dáng xào tỏi nè, bạn Thoại nè, rồi bạn nào nữa không, rồi quá trời thư luôn. Bạn ức biết đi, trời ơi cái tên nick kỳ quá à. Bạn Ngân, bạn Ri, hello chào bạn Ri nha. À rồi bạn FX Hồng nè, hình như anh kết bạn với bạn FX Hồng mà đúng không, cảm ơn em rất nhiều nha. Rồi hết thư chưa, hết thư chưa, đã hết thư rồi đó nha, hết thư chưa, hết thư rồi. Rồi bây giờ phải vô yêu cầu kết bạn, mỗi ngày anh sẽ chọn ra một người bạn để anh kết bạn, và đặc biệt thời gian này anh ưu tiên những bạn nào đã mua quần thể thao, quần đi học à, ở đường link mô tả show me bên dưới. Bạn nào mua rồi các bạn nhớ comment cho anh biết nha, các bạn bấm vào shop á, các bạn nhớ nói shop là fan anh Nhân để shop báo cho anh biết nha. Rồi anh sẽ tặng quà cho một người bạn dễ thương, bạn búp bơ Nguyễn nè, rồi Thời Tường nè, Thỏ nè. Bây giờ anh sẽ thả tim tất cả những bạn nào ghi lên tường anh một cách dễ thương lịch sự nè. Rồi hello các bạn, cảm ơn các bạn đã ủng hộ anh nha. La 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 la, trời là trời, dễ thương quá đi, dễ thương quá đi. Ồ, bây giờ fan club của anh đã được 404 bạn rồi nè. Đây là nhà của những bạn fan club mới của anh nè, các bạn có thể vô làm quen với nhau nha, kết bạn với nhau nha, rất nhiều bạn dễ thương nha. Bởi vì anh chỉ chọn những người bạn nói chuyện lịch sự, ăn nói lễ phép, dễ thương để anh kết bạn thôi. Những bạn nào mà toxic, ăn nói mà không có văn hóa, không có chuyện, không có gọi là đi học, không gọi là mất chạy thì anh sẽ không kết bạn đâu nha. Yên tâm, anh sẽ báo cáo với admin Play Together để block nick nó vĩnh viễn nha, các bạn cứ yên tâm. Rồi các bạn cũng đồng thanh với anh, các bạn vô nick nó báo cáo giùm anh nha. Rồi bây giờ anh sẽ vô cái bờ biển để anh mua nước chanh anh uống, mà các bạn sẽ cùng uống nước chanh với anh nha. Đậu uống lạnh đây, bạn muốn mua uống gì nào? Tôi muốn mua nước chanh đó bạn ơi, uống nước chanh tốt cho sức khỏe nha các bạn ơi. Các bạn nào mà hay bị cảm hay bị ho, người hay yếu mà yếu năng lượng á, các bạn nhớ uống nước chanh thường xuyên sẽ giúp cho sức khỏe mình rất là khỏe nha. Bây giờ anh sẽ ra bãi biển anh câu cá nào, bây giờ lấy nước chanh để uống nha. Ồ, nước chanh đây, uống nha, uống nha, quá ngon luôn. Wow, lấy cần câu ra câu cá nào. Tẩm, ồ, cá ơi cá à, cá ơi cá à, I love you cá ơi. Trời ơi trời. Ok các bạn dễ thương ơi, hôm nay là ngày 118 chơi Play Together của anh Nhân, cho nên các bạn nào muốn anh chơi tiếp thì các bạn bấm like nha, đủ 100 like video nào anh sẽ chơi tiếp thêm 10 ngày các bạn nha. Vì video ngày 97 được 100 like cho nên anh Nhân sẽ chơi đến ngày 120 là anh Nhân dừng rồi đó. Cho nên các bạn nhớ vào video xem là bấm like liền nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Rồi, ok, comment like anh sẽ trả lời tất cả các comment của các bạn. Bây giờ sẽ tiếp tục câu cá nha. Hello các bạn, câu cá dễ thương đi nào. Wow 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 wow, cá ơi cắn câu đi, cắn rồi, con gì đây, con cá nữ hoàng, quá đã luôn các bạn ơi, đi câu cá hoàn thành rồi, yeah. Dễ thương quá cá ơi, cá à, cá ơi cá ơi cá à. Rồi cảm ơn các bạn đã ăn cơm gì chưa, các bạn đã ăn cơm gì chưa, hôm nay thứ bảy cuối tuần các bạn có đi đâu chơi không, các bạn có thể comment xuống bên dưới phần bình luận của YouTube để anh Nhân biết được không nào. Ok rồi, bạn Nine nè, hello bạn Nine nha, la 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 la. Ok Nine chú Nhân, hello bạn Nine dễ thương nha, nhớ học tập
dành thời gian học tập đầy đủ, thời gian rảnh mỗi ngày mình chơi chút chút game cho giải trí vui thôi nha. Bạn nào mà anh biết là nghiện game mà bỏ học là anh sẽ không có kết bạn với bạn đó, anh sẽ hủy kết bạn với bạn đó luôn đó nha. Rồi bây giờ tiếp tục câu cá với nhau nào. Quá vui luôn các bạn ơi. Các bạn biết chỗ nào bắt được con thằn lằn không? Bữa giờ anh đi săn thằn lằn mà anh không biết con thằn lằn bắt ở đâu, anh buồn ghê đó các bạn. Ok, đây là những con cá dễ thương nè. Cá ơi cá à, cá ơi cá à, ồ cá nè, đó cá nè, cắn câu đi, cắn câu đi cá ơi. Cá gì đây, cá gì đây? Con cá bét ca vàng quá đã luôn các bạn ơi. Play together mãi đỉnh. Quá đã luôn. Em lấp máy rồi nè. Các bạn lấp máy rồi, các bạn có thể comment cho anh biết được không? Hả? Bạn lấp máy rồi, em lấp 5 rồi hả? Ghê, em lấp 2 rồi hả? Có bạn nào lấp 12, lớp đại học không? Anh muốn biết bạn nào là lớn lớn rồi. Các bạn có chị gái dễ thương xinh đẹp nhớ giới thiệu cho anh với nha, làm mai cho anh với nha. Ok, trời là trời. Ồ, lớp 8 rồi hả? Dữ luôn. Dạ. Wow, trời đông vui quá. Hôm nay cuối tuần các bạn tập trung ở đây vui quá đi, câu cá với nhau cho vui nha. Yeah, con cá quân nè, thiệt là đã nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng qua khu nghỉ dưỡng nào. Qua khu nghỉ dưỡng chúng ta sẽ cùng đi bắt những con thằn lằn chúa nha. Thằn lằn bảo chúa ta sẽ đến ta bắt mi đây. Bây giờ ta bơi. Ok, trúng cái gỗ này đậu. Ok, đau quá. Ok, bây giờ bơi. Bắt cá nào. Bơi, bắt cá. Ok, trời ơi, đây là khu nghỉ dưỡng này các bạn ơi. Anh sẽ leo lên khu nghỉ dưỡng nha. Yeah. Ok, chào chú, cho con qua khu nghỉ dưỡng nha. Có vẻ bạn rất thích qua khu nghỉ dưỡng. Qua khu nghỉ dưỡng đi nào. Bây giờ chúng ta sẽ cùng qua khu nghỉ dưỡng. Ủa, các bạn này bạn tóc trắng đẹp quá vậy ta. Bạn có mái tóc rất đẹp. Rồi bây giờ anh sẽ đi hành trình bắt con thằn lằn bắt đầu nha. Để coi con thằn lằn nó trốn ở đâu mà bữa giờ anh tìm hoài anh không thấy. Đây là khu nghỉ dưỡng này các bạn ơi. Khu nghỉ dưỡng này đẹp quá. Có những cái ghế mà sát bờ biển luôn, để trên bãi cát. Và có những cái lò lửa để giúp người ta sưởi ấm nữa. Thật là khu nghỉ dưỡng, khu resort rất là sang trọng, rất là quý phái nha. Ok, ui đây có cái hồ nữa hả. Bơi cờ tổng vô đây rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đi đâu trong cái khu nghỉ dưỡng này đây, để biết con thằn lằn đây. Ý cái này cái gì vậy? Sao lụm không được, không có nút lụm hả? Game bị lỗi nữa hả? Hôm qua các bạn game nó bị lỗi nguyên một ngày luôn, tức là lúc anh chơi có con cá bét ca vàng nó đổi cái dương miệng, nó dậy đạch ở trên bờ, nó dậy ngay giữa màn hình luôn, nhảy xuống luôn, mắc cười lắm. Các bạn có thể xem lại video ngày hôm qua là các bạn biết là dễ thương mắc cười dễ sợ luôn đó. Ok rồi, bây giờ anh sẽ ngồi nghỉ ngơi một chút và anh sẵn hỏi các bạn luôn nha. Bạn nào biết con thằn lằn ở đâu thì các bạn có thể comment cho anh biết nha. Hello các bạn dễ thương, thằn lằn ở đâu vậy em? Thằn lằn ở đâu em biết không? Em biết thằn lằn ở đâu không? Xin chào Silatu. Hello Silatu nha. Ok, bây giờ anh sẽ đi bắt thằn lằn. Thằn lằn ở đâu đây ta? Trời ơi, kẹt cây dừa rồi. Các bạn nào biết con thằn lằn nó đang ở đâu không? Các bạn chỉ cho anh với. Con thằn lằn nó ở đâu vậy? Bây giờ anh đang ở quần đảo nghỉ dưỡng ở khu Kai A mà anh đi tìm con thằn lằn không biết nó nằm ở đâu. Anh đang ở khu đảo nghỉ dưỡng nha. Bạn nào mà biết thằn lằn ở đâu các bạn nhớ dẫn đường cho anh với nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi. Đây là những cái cây gì vậy ta? Giống như cây cọ hả? Cây cọ nhiệt đới hả? Phải không? Hay là cây dừa, hay là cây gì? Bạn nào biết không? Ui, hai bạn này sao đứng ở đây vui quá vậy? Hello bạn Selby với bạn Ulpi nè. Hai bạn đang làm gì vậy? Hai bạn tâm sự nhau, hai bạn là bộ nhau họ. Trời ơi, sao dễ thương quá dọ. Sao các bạn có bộ được hay quá dọ. Ok, sao mà để có người yêu ở trong Play Together chỉ cho tụi giỏi. Ok, được không? Trời ơi, hai bạn tâm sự quá à, vui quá à. Tôi nhìn tôi tuổi thân quá, tôi ế quá à. Hô. Ok, ế quá rồi. Hai bạn tâm sự xong chưa? Hai bạn ơi, hai bạn chỉ cách cho tụi giới. Sao hai bạn không chịu nói chuyện gì với tôi vậy trời? Ok, hai bạn ơi, là hello. Trời, sao hai bạn không chịu nói gì vậy? Ok, các bạn dễ thương ơi, các bạn ơi, cặp đôi này đẹp quá đi, chịu hết nổi rồi. Hù, ok, tôi ế quá, tôi cô đơn quá, tôi chịu hết nổi rồi. Hù, trời. Chút nó quên, nó quýnh mình à, nó quýnh mình chạy không kịp luôn các bạn ơi. Ta đang tâm sự mà các bạn bu đông quá, trời, chịu hết nổi rồi. Hey, yeah, thôi, để hai bạn đó được riêng tư đi, mình đi chỗ khác chơi. Ok, đi chỗ khác chơi đừng có quậy người ta nữa, trời là trời. Rồi bây giờ bắt thằn lằn không thấy rồi. Ai mà rủ tôi quăng thu khu này vậy trời, tôi có thấy thằn lằn đâu. Bây giờ anh sẽ đi qua đâu đây? Ý, cái gì nè, cái gì nó dễ đạch trên bờ biển nè. Hốt cái coi, cái gì đây? Xoài tẩm tiễn, trời ơi, 30 tiền xu sóc nè. Dễ thương ghê chưa.
Ok, có vẻ hôm nay không bắt được thằng Lằng rồi. Thôi bây giờ vô nhà chơi đi các bạn ơi. Vô nhà anh chơi nha. Chúng ta sẽ cùng chơi bữa tiệc trò chơi với nhau cho thật vui vẻ cuộc đời nha các bạn ơi. Mời các bạn sẽ cùng đến nhà của anh, nhà của Quang Nhân, Play to Play Together nha. Ok, trần lon toàn nó bốc mùi, nó thối quắc luôn. Mà bữa giờ anh tắm nó không được, bởi vì anh cứ qua khu mà thiên đường thú cưng, cái chỗ tắm thú cưng á, là luôn luôn bị kẹt xe, luôn luôn quá đông người cho thú cưng tắm, rất là nhiều thời gian, mất rất là lâu, anh không chờ được. Ok, thôi chịu thôi, cho nó thối luôn đi, mệt quá. Ok, bây giờ vô tiệc trò chơi nha, cùng chơi với nhau cho vui vẻ cuộc đời nào. Hello, anh em ơi, chúng ta sẽ cùng chơi bữa tiệc trò chơi thật vui nha. La la la, đâu rồi, 500 anh em của tôi đâu rồi, quá đông luôn, quá đông luôn. Ok, sắp bắt đầu tiệc rồi nha. La 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 la, bữa tiệc trò chơi bắt đầu nào. Wow, bữa tiệc trò chơi cuộc đua sa mạc tốc độ bắt đầu nha. La 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 la. Để coi vượt qua cái màn này như thế nào. Các bạn ơi, tránh đường cho tôi nha, để coi tôi chạy nha. La, uôn, quá dữ luôn, uôn. Tôi đã đổ đầy xăng rồi, tôi cứ thế và tôi nhảy thôi, tôi sẽ về cho coi. Ấy da, trời ơi, trúng vô cái cây xương rồng, má ơi. Ai đâu, ai, cái trội những đứa xanh bạn tôi quá trời nè, hôm nay sao bạn tôi chơi đông dữ vậy trời. Tiếp tục nha, đáp xuống đáp lên, nhảy xuống nè, tránh đường cho bảy về nha, bảy về đến nơi đó. Trời ơi, bảy té rồi, trời ơi, khúc đẹp nhất lại té, trời ơi, tôi về sớm rồi, tôi buồn quá, trời, tôi té lãng nhách quá bạn ơi. Mời các bạn ơi, trời ơi, các bạn này hạng 2, hạng 3, hạng 4 nè, sao các bạn chơi giỏi quá vậy, sao các bạn chơi giỏi quá vậy, sao anh chơi giỡn quá vậy. Ok, để coi, vô nhà, chơi tới bến luôn nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến round 2, phi vụ vượt ngục, tránh ánh đèn tìm kiếm và sống sót ở trong cái khu trại giam này nha. Trời ơi là trời. Ok, những ánh đèn thế này nó cũng chiếu anh thôi. Anh thắng được 2 lần trước rồi, lần này không biết anh có may mắn vượt qua được cái khu này hay không. Mời các bạn sẽ cùng chạy với anh nha. Chạy tới chạy lui nè. Bây giờ có những cái nick xanh rất là dễ thương nè. Bạn Ninem 16 nè, rồi bạn Hồ Thanh Phong nè, rồi bạn Kỳ Tuấn Play nè, rồi bạn quá trời bạn luôn Silatu nè. Trời, nick xanh của anh không à. Nhưng mà cái đèn nó cứ chiếu tôi hoài vậy trời. Nó canh tôi, nó chiếu tôi hoài vậy. Dướng. Trời ơi trời, Kỳ Tuấn Play, bạn Ninem sao có chạy vòng kế bên anh, dướng quá. Bạn bè tôi ơi, trời ơi, tản ra, đừng có đứng tụ năm tụ ba, ánh đèn nó chiếu một phát vô một cái là thua đó nha. Rồi, ê, chết tôi rồi, trời ơi, ánh đèn nó chiếu anh một rồi, anh mất một tim rồi. Tiếp tục nha, mất thêm tim nữa. Trời ơi, mất thêm tim, 2 tim luôn. Còn có 2 tim à, kiểu này là chết tôi rồi. 3 tim, chạy không kịp nữa là chết luôn nè, còn tim à. Trời ơi, nó núp vô góc hết trơn rồi, nó núp vô góc hết rồi. Sao nó núp vô góc mà đèn không chiếu tụi nó. Ok, tôi chạy đâu đây. Trời là trời. Trời ơi, chết tôi rồi. Rồi, xong phim tôi rồi. Tôi chạy không kịp rồi. Ôi, trời ơi, các bạn ơi, sao tôi cứ thua cái màn này hoài vậy các bạn. Đã kết thúc ở vòng 2. Trời ơi. Thoát. Rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ ra ngoài nói chuyện chút xíu nha. Hôm nay các bạn đến nhà anh đông quá ta. Wow, anh sẽ mở tiệc nha. Mở tiệc stream nha. Bữa tiệc nhanh nhất thế giới, chuẩn bị bắt đầu. Bữa tiệc stream của nhà Quang Nhân Play bắt đầu nha. Bữa tiệc này có thời gian trong vòng 3 giây. Hết tiệc rồi, nghỉ chơi. Ok, tiệc kết thúc rồi đó. Ai nhanh nhất thì vào tiệc nha. Rồi, ok, trời, hôm nay đông vui quá đi. La 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 la, các bạn yêu quý ơi, lại tâm sự chút xíu nè. Các bạn yêu dấu nếu mà ủng hộ anh, các bạn nhớ bấm vào cái đường link Xiaomi bên dưới, các bạn mua quần thể thao, quần đi học trong shop để ủng hộ anh nha. Các bạn nhắn cho shop fan anh Nhân để có những ưu đãi tốt nhất nha. Rồi, bạn nào mua anh chắc chắn sẽ kết bạn với các bạn và anh đồng hành với các bạn lâu dài trong Play Together luôn nha. Được chưa? Nhớ nha, ai mua rồi nhớ comment xuống phần bình luận, anh sẽ ưu tiên kết bạn nha. Còn bạn nào bấm like thường xuyên anh cũng sẽ kết bạn, anh không phân biệt ai hết, yên tâm nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sao, muốn chơi tiếp không? Ok, vô chơi tiếp nha. Chơi tiếp nào. Game party. Chờ bạn bè đến coi hôm nay ai chơi với tôi quá trời chơi vui luôn nè. Ok, mình sẽ chơi nha, tới bến nha. Hôm nay cuối tuần, dành thêm chút thời gian chơi game. Ok, Play Together, bữa tiệc trò chơi đầu tiên, Round 1, cuộc đua dạng lý trưởng thành vượt qua chướng ngại vật và dễ đích trước đối thủ nha.
Rồi, để coi hôm nay tôi may mắn cỡ nào. Ok. Chạy nào các bạn ơi, tránh đường cho tôi đi, tránh đường cho tôi đi, cho tôi chạy đi. Ôi đông quá các bạn ơi. Ha ha, đông quá. Chạy vô vạch đỏ nào. Đúng rồi, ui da, trời ơi, trúng vô cái cây gỗ rồi, u cái mỏ rồi, u cái đầu luôn rồi. Nhảy nào. Ôi trời ơi, chuyện nhỏ. Trời ơi. Tưởng làm khó được tôi. Ui da, trời ơi, cái trụ nó trúng vô mặt rồi. Trời ơi. Ui, dễ đích thôi. Coi tôi dễ đích. Ui da, trời ơi, cũng đầu vô cái trụ đường quay vậy trời. Ok, bây giờ dễ đích thôi. Trời ơi, hạng 23/24 xém nữa là thua nữa rồi, người về kế cuối luôn à. Các bạn chơi giỏi quá, các bạn là thật là cao thủ đó nha. Ok, rồi bây giờ, round 2. Ok, chơi cái trò này khá là vui, nhưng mà sao anh cứ té khúc cuối hoài, anh không có biết cách nào. Anh nhảy một lần là qua luôn, bạn nào giỏi chỉ cho anh nha. Chạy nào, wow, người thành công có lối đi riêng, lối đi của tôi là đi cuối. Trời ơi, tôi đi cuối thì tôi thua cuối là đúng rồi. Ê, trời, xém nữa cái thành trụ ngang nó quét anh, đá anh xuống và giật luôn rồi. Ok, rồi. Ý, cái màn hình nó cứ giật lên giật xuống hoài, tức quá, té rồi. Ok, lại nào, thử thách lại nào. Wow, chỉ còn hai nước nữa thôi, chỗ các bạn kia về hết rồi, các bạn chơi giỏi quá. Anh hâm mộ các bạn quá. Wow, nhảy nào. Thua rồi, trời ơi. Hạ xuống ai. Không được luôn, trời ơi. Qua được rồi, yeah. Thắng rồi các bạn dễ thương ơi. Tưởng tôi thua hả, tôi đâu có dễ thua đâu. Ôi, tôi thắng rồi đó. Ok, 19 người đã thành công nha. Ok, đây là màn số 3, màn quăng bơm. Trời ơi, cái trò này mà chơi chung với đám bạn á, là nó cứ canh anh biến thành quả bơm, là nó quăng qua cho anh bơm không mà, để anh biến thành quả bơm không mà. Nhưng mà lúc đó anh không có biết chạy kịp là anh nổ cái đùm. Ok, bây giờ trò chơi quăng bơm bắt đầu. Ui, tìm đâu chạy đâu bây giờ. Đừng có biến tôi thành quả bơm nha. Đó, quả bơm xuất hiện rồi, chạy mau lên. Đừng có quăng bơm tôi. Trời ơi, nó quăng bơm tôi rồi. Bạn bè kiểu gì kỳ quá vậy, tôi quăng lại nè. Tìm cách chạy thôi, bây giờ nên chia chiến thuật là chạy vòng, chạy vòng để tránh những quả bơm nha. Ok chưa, đừng có ai quăng bơm tôi hết nha. Tôi nhảy nè. Đừng có quăng bơm anh nha. Tôi muốn chơi nữa, tôi không muốn chết giữa chừng đâu. Trời ơi. Sao bạn này bạn biết thành quả bơm mà bạn đứng yên một chỗ luôn vậy? Em muốn tự sát hả? Đừng yên tại chỗ nha. Trời. Ok. Chạy nào. Chạy nào bơm ơi, ta không đã bạn của mi đâu nha. Ta muốn thắng cái trò này. Chết rồi. 3 2 1 thắng rồi. Yeah. Vậy là vượt qua được một màn khó rồi đó các bạn ơi. Hôm nay bạn bè của anh vô chơi quá trời luôn rồi. Bây giờ còn có lại 3 người thôi. Ok, round 4. Đua giật chướng ngại vật, tránh các chướng ngại vật khắp nơi để về đích hả? Cái map này đối với anh là một cái map mới nha, tức là cái bản đồ chơi game này mới nè. Ok, bây giờ anh sẽ thử thách nha. Wow, có bạn nào thắng được cái màn này chưa? Chứ anh là chưa nha. Đó, những cái thanh đen nó đẩy người ta bay xuống vực nè. Đó, thấy chưa? Thôi, đứa kia nó dằn 80m luôn. Ok, chạy nào. Bạn nào thắng được cái màn này chưa? Chúng ta dừng ở chỗ xanh dương nha. Các bạn đừng có dội mấy cái vạch đen là nó đá các bạn bay xuống vực luôn đó. Ok, đây là những cái gì đây? Cái lưỡi cưa hay là cái gì mà nó vừa xoay mà nó vừa di chuyển vậy ta? Trời, nó đẩy. Trời, nó chưa đẩy tôi là tôi sợ quá. Tôi tự chạy ngược cho tôi té luôn. Thiệt tình nó trời, nhát dơ là nhát vậy trời. Ok, bây giờ có cái khoảng trống ở giữa các bạn cũng nên chú ý nha. Bây giờ những cái này nó xoay mà có khe hở là mình chạy qua liền, mình dắt chân chỗ mình chạy thật nhanh. Đúng rồi. Trời, đó thấy chưa? Thấy chưa? Nó di chuyển nó đẩy mọi người rớt xuống vực hết đó. Ok. Ui, tôi qua được nè. Ui, trời ơi, không thấy có khoảng hở đó nha các bạn, ở giữa mấy cái thanh xoay đó. Ok, cẩn thận nha. Ê, không chạy đẩy, mét cô giáo rồi, tụi mét cô giáo phạt bạn rồi, không có chạy đẩy nha các bạn, lưỡi cưa kia. Rồi ok. Ui, sao nó di chuyển vậy? Mình định qua mà. Ui, nhảy nào. Đúng rồi. Ê, mở cái khoảng trống coi, đúng rồi. Từ, bình tĩnh nào. Đó, đây là phải 1 2. Ê, trời, đừng có đẩy. Kẹt ở giữa luôn. Trời ơi, tôi tưởng bị kia em bị lắc hay vậy, tôi té. Ok, rồi có bạn gì đích được kìa.
Ôi, 1 trên 9, một người được về rồi kìa. Trời, sao 9 người kia đâu, ai đâu? Có tôi đó nha, đợi tôi với, tôi sẽ về mà. Tôi không bỏ cuộc đâu, tôi sẽ quyết tâm hết mình. Nè, nhảy nè, đó. Ê, ê, trời, 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 hên quá, hên quá. Nó di chuyển, nó đẩy anh một phát là anh bay xuống ngay luôn các bạn. Nhảy nào, thôi, trời ơi, thấy là may mắn rồi đó nha. Cố lên, cố lên, cố lên. Các bạn ơi, comment chữ A, ủng hộ anh nha. Bạn nào mà comment, comment mà chữ B, B là ủng hộ anh luôn. Còn comment chữ A là cũng vậy luôn nha. Trời là trời. Ok. Ủa sao nó thấp quá vậy? Sao nhảy qua được? Sao những cái trụ xoay này nó lơ lửng trên không trung vậy các bạn? Sao lão quá vậy? Ủa hết giờ rồi, cho tôi thêm thời gian, cho tôi thêm thời gian đi. Tôi sẽ vượt đích mà, tôi sẽ về đích mà. À, fail rồi. Ok. Trời ơi, tưởng thắng rồi ai về fail nữa. Lạ lùng cuộc đời quá đi các bạn ơi. Phần thưởng trò chơi được 33 tiền sao. Trời ơi, chơi hét bể cổ luôn mà có 33 tiền sau à. Ok à. Ok, chơi game hoàn thành luôn rồi nè. Ồ, vui quá. Cảm ơn các bạn đã xem video chơi ngày 118 chơi Play Together của anh Nhân nha. Nhớ mỗi ngày chỉ dành ít thời gian đến chơi game thôi. Thời gian còn lại chủ yếu là học bài. Anh luôn luôn yêu thích việc học nha. Chơi game chỉ là vui vui thôi, lâu lâu chơi thôi nha. Ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ anh. I love you.